Mày để ý rồi, những cái người giàu nhất á lại là những cái người mà với những người mà được nhiều phúc lành nhất lại là những cái người biết cho đi nhiều nhất. Tại mày đang đang làm cái điều đó nè, tại mày đang cho đi nè, cho đi cho đi cho đi. Thực hành cái đó. Đối với cha mẹ các bạn, đối với người thân các bạn, đối với tất cả những gì mà trước mắt của các bạn. À, chân thiện mỹ trong tất cả mọi suy nghĩ, lời nói, hành động của mình luôn. Thì mình chúc cho các bạn mở cửa thiên đàng, mở cửa phúc lành trên hành trình của mình và truyền cảm hứng cho những người xung quanh mình theo chiều hướng thiên đàng. We love you all. You're amazing. Thank you, thank you. Thank you. Bây giờ khi nghe bài nhạc này thì mình muốn các bạn hướng về cảm ơn và đếm tất cả những phúc lành trong cuộc sống của mình, tri ân tất cả những điều tốt đẹp mà mình có, tri ân tất ngay luôn tất cả những cái thử thách trong quá khứ, hiện tại và vị lai, để mình có được cái sự bình an và cái trí tuệ, để mình có cái nội lực, để mình chịu thực hành, để mình có được cái bình an của ngày hôm nay, để mình có được cái chiều sâu của ngày hôm nay, để mình có được sự thấu hiểu của ngày hôm nay. Biết tri ân những cái thử thách trong quá khứ, hiện tại, vị lai luôn là đang chuyển hóa nó đó. À, tri ân tất cả những phúc lành, tri ân tất cả những thử thách, tri ân hết. Và tác ý, gõ thì cửa sẽ mở nha, ước thì điều ước sẽ đến. Nhưng mà vấn đề tại sao con người họ không có, họ khó thành tựu điều ước là tại vì họ ước nhưng mà họ ở năng lượng tiêu cực. Thì năng lượng tiêu cực đâu có chiêu cảm đâu. Ước rỡ năng lượng của Thượng Đế đi, nó thông thành tựu. À, tại vì nếu bạn còn tùm lum giới hạn ở trong tiềm thức á, mà không thuần khiết á, thì bạn phải sống rất là thiện lành, rất đức hạnh để bạn tin là bạn xứng đáng những cái điều tốt đẹp nữa. Nhưng mà mọi thứ là giải quyết cái tiềm thức của mình đó, tiềm thức tích cực, tích cực và sống một ca ngợi Thượng Đế, ca ngợi chân lý, ca ngợi tạo hóa bằng những cái cuộc sống của bạn, công việc của bạn. Tìm cách hãy sáng tạo và mình tự mở cửa thiên đàng cho mình ngay từ cái chỗ bạn đang đứng đó. Nó không nằm trong vị trí đó mãi mãi nha. Bạn mãi mãi sáng tạo, mãi mãi đi lên, mà bạn phải bắt đầu thực hành. Tri ân tất cả nha. Ok, we love you. Yêu các bạn. Ôm các bạn. Ok, bây giờ trải nghiệm cảm nhận được không? Tha thứ hết, yêu thương hết, là mình đang tha thứ và yêu thương chính mình. Tại mọi thứ là mình Omega Alpha, mọi thứ là mình đến từ cái đó đó, cái gốc và cái cội nguồn của mình đó. Bởi vậy tại sao kinh điển nói tất cả chúng sinh đã thành Phật, thấy là được cái đó bạn sẽ sống khác liền, bạn không còn cái giới hạn nào mà nó bạn mua sẽ muốn đối xử với thế giới giống như bạn đối bạn bạn đang đối xử với chính mình. Love you. Thank you.
yêu các bạn, love you, hãy hạnh phúc, love you, yêu các bạn. Mà khi tôi ôm cả vũ trụ này, tất cả những người, tất cả những con người đang bị, tất cả mọi người được chữa lành, tất cả mọi người được chữa lành bởi tình yêu thương đó. Love you, yêu các bạn, hãy hạnh phúc, hãy hạnh phúc, à, tích cực hạnh phúc. Bây giờ các bạn được chuyển hóa rất là nhiều những cái tiềm thức giới hạn, những sự tổn thương nó trồi lên trong năng lượng các bạn. Các bạn sẽ thấy những phúc lành sẽ mở cửa. Các bạn hãy thực hành tinh tấn nha, tích cực, thuần khẩu ý, đối xử với thế giới giống như bạn đang đối xử với chính bạn. I love you, yêu các bạn lắm 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 lắm.